Đúng hơn lúc chưa làm căn mà thấy gáy rồi. Chỉ mình gáy ở gần nhà thôi. À trời. Chào mọi người nhé, chào mọi người buổi sáng làm việc mạnh khỏe và an lành nhé. Chúng tôi vừa ngủ dậy xong, bây giờ tôi đang đi đánh răng rửa mặt. Bây giờ 6 giờ sáng mà trên này nó cũng sáng, mùa hè sáng khá sáng hết rồi đấy, mặt trời đã có rồi. Em hôm qua tối có đi đánh lưới mà không đánh được, nó to quá mọi người, và bắt được một chú đếch. Bây giờ anh em chuẩn bị làm buổi sáng xong rồi lên cái rông trên này đi lấy cây lan, xong rồi với chiều đi vào đi bắt ong. Cảm giác một đêm ngủ bên rừng rất là thú vị. Nói chung nhiều muỗi lắm đó, mọi người. Muỗi thì nó bay vo vo, có cái màn mà nó vẫn chui vào nó đốt được. Hôm qua nó mưa là cái suối này nó to nước đục, rồi nó rút lại nước lại trong lại bình thường này. Tối anh em mình ngủ chỗ này đây mọi người. Mai mà còn bắt được cái chiếu này ở dưới suối lên phơi khô, không là phải ngủ cái đền bằng nứa này không đấy. Thì nó rách nhưng mà vẫn có chiếu nhá. Anh em có băng màn vẫn muỗi nó vẫn vào. Buồn thật. Thì tôi chuẩn bị nấu ăn sáng và bắt đầu đi rừng thôi. Sau thì vẫn còn đường qua đây. Một buổi sáng ở rừng cảm thấy rất mát mẻ. Trên này nó thuộc rừng sâu rừng xa nên là không khí rất trong lành, mát lắm anh em. Hôm nay thì hình nắng buổi trưa còn căng hơn hôm qua. Hôm qua dự báo thời tiết là 39 độ, hôm nay lên 41 độ đây. Mà trong rừng thì nó vẫn buổi chiều nó vẫn cứ động mưa bất thường, tự nhiên nó vẫn mưa ra được thôi. Mặt trời đã lên lấp lim trên ngọn núi đấy rồi. Qua trận mưa và dông chiều hôm qua là tí nước nó dừng tràn cả lên cái khu bãi đá này. Hết tối bọn tôi xuống là nó đang còn to quá, không đánh lưới được. Chúng tôi thì bắt đấy xung quanh cái bìa bìa rừng kia, nhưng mà không bắt được mấy mọi người. Nó sáng trăng mà đêm mà ếch nó sợ, nó nhảy nhanh lắm. Được có mấy con thôi. Chúng tôi chuẩn bị lên rừng đi đạp anh em nhé. Mời mọi người cùng đi đạp rừng với chúng tôi đi. Đấy, hành trình bắt đầu lại tiếp tục diễn biến. Bọn mình đi sang cái tháp này, đi lên cái rông trên cao đây. Mình đã tìm cái lan trước mọi người nha. Từ chiều bắt đầu đi tìm ong. Bây giờ 9:15, trời đã nắng nhưng mà hôm qua mưa nên rừng nó ướt nên em tôi đi hơi muộn. Nếu rừng nó không bị mưa hôm qua là đi sớm rồi.
Anh Minh bây giờ là đi xà cạp vào để đeo đồ nhá. Anh em đang chuẩn bị cá đây. Hy vọng rừng này nó đỡ vắt hơn mấy khu tôi đi bên kia. Đây đỡ vắt. Đây. Chúng tôi sẽ đi theo hóa này, trèo ngược lên trên đỉnh Đông đây, sang bên này, lên trên kia. Nó cũng khá xa xa đấy, tưởng tượng thế thôi mà đi rất lâu đấy mọi người. Đi nó cũng khá dài dài, phải mất hơn một nửa ngày thì mình đi qua được cái dông bên này nhá. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ lên rừng lấy gạo về nhà nhá. Gạo nó đang nằm ở trên rừng, nó không về nhà thì phải bắt nó về thôi. Ở nhà đang một số lóc nhóc là cần tiền đi học, cần tiền ăn uống nên anh em phải đi rừng tìm đây. Mua đi. Sang bên phải. Sang bên phải. Phải bên đây kia mà. Đi ngang còn. Đi ngang. Không biết phải trái gì nữa. Thêm bậc đá. Chúng mình bắt đầu trèo đồi nhá. Giờ mới thực sự là trèo đây. Đường trước, đường sau nối đường trước. Chúng tôi đạp loanh quanh chừng gần 2 tiếng đồng hồ, lòng vòng khắp khu rừng này. Tìm mấy cây lan cũ mà vẫn chưa thấy mọi người. Bắt gặp một tổ ong cây nhỏ. Đây. Đấy, nó nằm ở trong cái chỗ bên trắng trắng đấy. Anh em thử bắt lấy mật ăn xem có được không. Rừng, khu rừng này rừng, rừng già nguyên sinh. Đang còn nhiều cây to. Nhưng mà cái dốc này dốc quá, mình xuống này. Qua dốc nó đứng luôn, Phương thẳng đứng như gần như 45 độ luôn mọi người ạ. Mình qua. Xuống nãy giờ mình xuống đến đây, em anh xuống xa dưới kia rồi mình đang ở trên này. Mãi dưới tí kia kìa. Đang phải di chuyển dần dần thôi mọi người, dốc lắm. Nhóm đá này quá vất vả, tôi phải xuống cái này nha. Trên cái ngọn cây rẻ đấy mọi người, lan phi điệp nó ở trên đấy nhỏ. Buổi trước ông anh ông thấy cái đây 3-4 năm là còn dài tầm 2 phân không lấy, bây giờ người ta lấy hết mất rồi, còn những cành thấp thôi, nó còn được 10 phân. Tôi zoom lại gần cho anh em thấy nhá. Đấy, anh em thấy cái nhà lan của mình không đây, cành đấy. Đó. Nó cũng còn rất nhiều nhưng mà nó còn bé lắm. Và một cành dài tầm 20 phân hơn 20 phân đấy. Đấy, nó còn nhiều, rất nhiều ngò nó nằm ở trên đấy. Cành đấy cũng được 5-6 lá. Anh em có khi đây dưới gốc đây còn một đống bình nhùi của nó đang còn nằm nguyên đây. Ở chỗ cái kẻ cây đang còn nhiều mà anh. Ở kẻ cây đang còn nhiều mà. Bụi to lắm nhưng hắn xấu rồi. Ở cái kẻ cây còn nhiều mà. Thấy nhưng mà không cành nhiều. Thấy những cành vẫn không nhiều, hắn chỉ có nhiều cành thôi, nhiều gọng thôi. Hắn có nhiều gọng thôi. Anh em đi không trèo bởi vì nó còn ít quá. Để lần sau thôi mọi người, mình lại đi tìm kiếm chỗ khác thôi. Mọi người thấy rõ không? Bây giờ tôi vừa di chuyển từ trên chỗ cái không lan mà ông anh cũng thấy. Tôi còn bắt được một gọng nhỏ. Mà nó dốc này này. Đó, quá nguy hiểm đi chừng 30 phút mà chưa xuống đến nơi. Này thì rừng già còn nhiều cây to lắm anh em ạ. Rất to, rất đẹp. Phải xuống xa dưới kia kìa. Xuống đến chân hấp. Đấy, đường thì gập ghềnh thế này đây.
Trời ơi, vất vả lắm anh em ơi. Hàng quà thì chưa được cái gì. Tôi xuống rồi nhá. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Nhìn như một tiên cảnh luôn. Nước chảy thì trong đây là sườn đồi nó chảy xuống, thác nước nó chảy xuống đây. Nên mình vào đây mình quay cho mọi người xem nhé. Đấy. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Một cái thác chảy thật là đẹp. Trên này thì là cây cao. Thác này chạy tuyệt vời luôn nhá. Mình chưa bao giờ vào đây đâu. Sự đẹp luôn. Luôn gần để cho anh em xem nhá. Này mát lắm. Đây nó chạy xuống dưới này. Xuống chỗ này. Rất tuyệt vời. Cái này là nhìn sâu luôn. Được quá đẹp, đẹp luôn nhỉ. Đó, bếp hồ nước này đứng đây cực kỳ mát luôn đó, mọi người ạ. Trong này nước trong lắm. Ai có không mình không biết là mình rất đẹp. Quá đẹp nha. Tôi nghỉ ngơi một chút nữa lại để tiếp tục đạp ngược lên trên bên kia. Hôm nay đi vào đây trăm cây có lan nhưng mà nó bị người ta lấy mất rồi. Không còn nữa. Cái cành nhỏ tôi làm được một cụm nhỏ thôi cho mang về chơi thôi. Anh thấy em chưa? Đó là lên. Tải lên rồi. Nhanh nhanh nhanh. Tải lên. Không có người đào mọi người ạ. Đưa rồi, quay lại đưa, quay lại đưa. Đưa, lào cho anh, đưa lào cho anh nữa. Hắn lại quay lại đi rồi. Đây. Đưa, quay lại đây, sang đây. Đây. Đưa, cho bụi coi, đưa bụi coi đây. Đây cho bụi, đây là bụi dưới này. Đây là chỗ cái đồ. Đây là dưới luôn này. Anh lại đây đi. Đây đang chạy lại chỗ nữa đây. Đây cái đầu đây ạ. Bố con là quay lại chỗ ấy thằng ơi. Đây thằng ơi. Đây. Cầm đây. Được chưa? Rồi. Nè, chi là chi đà. Chi thả chứ còn chi nữa. Nè, tâm lấy cái đầu ngay. Nó cắn đâu đây. Cắn cái gì mà cắn. Cắn mà dậy ra mắt. Đấy. Một con chi đà hay em. Uống trà, nó ỉa ra luôn. Ỉa em kệ. Con này nhỏ thôi nhỉ? Hả? Nhỏ thôi. Chị đà. Đấy nhỉ. Chị đà mà còn chi nữa. Phải chị đà không? Uống nhỏ. À, lấy cái túi anh bỏ.
Anh em chúng tôi đi một vòng xung quanh kìm làm trên kia xuống, thấy làm rồi nhưng mà hắn không to được, cây đấy không lấy được mọi người, nên là chúng tôi chịu xuống đi tìm ong. Bây giờ trời lại sắp động mưa rồi nên là không đi tìm được nữa. Hái một chút la lốt này quay về nấu giấm mấy ăn cơm, dầm lúc sớm mang đi đấy lại lấy ra ăn, xong di chuyển ra ngoài, ngoài đạp khu vực ngoài một buổi nữa chúng tôi về. Hành trình bị thay đổi một chút xíu bởi vì là trời không ủng hộ anh em mình, trời lại mưa rồi. Trời lại mát nó mưa, muốn mưa bất rồi đây này mọi người này, nên là không thể đi theo ong lấy nước được nữa, lại quay ra thôi. Chúng tôi trở về lán rồi nhá, về lán ăn cơm đi đã. Chúng tôi vừa trở về lán vì quá trình phải thay đổi là tính buổi chiều là đi đạp ong nhưng mà là trời là chửa mưa. Anh em tôi quyết định không đi nữa, quay lại lán chuẩn bị nấu cơm ăn thôi. Nấu thức ăn là gần cơm sớm tôi nắm rồi. Ông Nghệ Mồng đang làm thịt ếch lúc tối thì bắt đây. Đây anh em. Đấy. Ếch rừng đỏ hoàng nhá. Giống như ếch nổi nhá. Đéo nhá. Có ngon nha. Hôm nay bọn mình dự tính là đi hết buổi trưa ở trên kia xong lấy lan mà không có là anh em đi đạp ong. Nhưng mà trời nó lại âm u trở lại. Anh em không có ong lấy nước không đi nữa. Quay về lán để làm cơm ăn rồi chuyển ra bên ngoài đạp. Sớm mai đạp một hôm nữa, chiều nay đánh một lúc xong không có là anh em tôi về. Hành trình tôi đi thì mấy anh cũng đến đây thôi, tôi cũng không đi thêm được vài ngày đâu, đi 2-3 ngày là được rồi mọi người. Đây là một nhành phi điệp rừng này, anh em mình cũng lại lên cây đấy có rất nhiều người ta lấy mất rồi, còn một cây nó rớt xuống đất tôi đặt về chơi thôi, về trồng ươm nó có 2 mầm đây anh em, 2 mầm đang mọc sát trong này đấy. Thì lúc nãy bọn mình lại túm được một con kỳ đà đây. Anh em lùa đoạn trong cái rừng lá lốt đấy. Nó cũng không to quá đâu, cỡ hơn 1 ký gì đấy. Bây giờ ông anh lại tiếp tục đạo diễn món giấm ếch nấu lá lốt. Xong anh em ăn cơm trưa, xong chiều di chuyển ra đoạn ngoài tầm 1 cây số gì đó. Đóng đồ đấy mai. Muốn mì giấm này, có lá lốt lạ lắm. Mai lên đồi đạp tiếp một hôm nữa rồi về nhá. Có mình đi theo hình như là đen hơn thường kỳ. Các anh ấy đi được mà mình đi không được. Vẫn được anh chứ gì mặt thế cái tài tình chứ đâu. Người ta đi bắt ếch tối như mực. Bắt nồi này nữa. Bữa cơm trưa của chúng tôi có món đặc sản đây là giấm ếch. Bỏ thêm tí mì tôm ăn cho ngọt nước. Đấy. Đây là cơm nắm mang đi định ăn buổi trưa trên rừng mà thay đổi bọn tôi về nhà lán ăn. Cá đổ rán anh em nhá. Mời anh em dùng bữa với bọn mình nhá. Cố gắng ăn cho nó qua bữa để ra ngoài kia làm lại lán. Anh em chúng tôi ở trên cái lán này giờ không ở nữa, chuyển ra đường ngoài kia tầm 1 cây số gì đó nhá. Bây giờ anh em đang di chuyển đây, chúng tôi lại di chuyển ra bên ngoài tìm gặp phía bên ngoài thôi. Sáng mai thì anh em về. Hôm nay vào đây nhưng mà trời không ủng hộ, anh em mình đi không đỏ không được bao nhiêu cả. Sản phẩm là mới được một chú kỳ đà này, này. Trời mát mát này. Trong kia thôi. Thằng không chọp lấy con hồ dân giáo nữa.
Gần giáo anh em ạ. Gần giáo anh em ạ. Gần giáo rửa to. Mắn có tiền đấy. Tiền mà, giáo cũng có tiền mà. Đấy. Em mà trên đường di chuyển ra ngoài lại bắt được một con rắn giáo nha. Rồi. Thắng sợ tới con rắn hổ hết khiếp. Rắn giáo anh em ạ. Chia chia cao em qua nào. Bọn chúng muốn cắn nhau chứ, con kia cắn chứ. Không cắn đâu, cắn đó. Cắn chứ. Thì lấy cái gì bỏ. Bắt à? Một xà cạp à? Xà cạp đây, đúng rồi. Rất vui mọi người ạ. Anh em với mình ra đến đoạn này lại bắt được một con rắn giáo này. Nó nắng nó ra, nó nằm ngang đây. Chạy vào vách đấy, ngoài không chộp được. Rắn này chiều chúng tôi băm viên ăn thôi. Lại có món này chưa có đồ ăn.